nó là do cái thói quen của tôi về vấn đề tắm, thưa bạn là chưa cai sữa, nó là do thói quen. Mùa hè thì một ngày tôi tắm một lần, mùa đông lạnh cũng một ngày một lần, kiểu không người nó bí bách, nó không chịu được. Mà rất may là đợt này tôi còn sửa, rất may đợt này tôi còn sửa được. Tức là trước đây tôi còn hay tắm tối, tắm đêm. Bây giờ tôi đã sửa được là tôi chấp nhận ở bẩn để tôi đi ngủ rồi tôi tắm sáng. Chắc là sẽ thêm một đồ nữa. Máu. Tôi phải áp cấp 4 sớm thì tôi tìm một cho gát. Tìm cho gắt càng sớm càng có lợi. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Ghê chưa. Ơ được, 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 được. Này phải cần hai cái đai lưng nữa, hai cái đai lưng nữa thì ngon. Mà con chó gát đâu ấy nhỉ? Ui, má con mang ra hai cầm kiếm này, hiểu ơi.
lưng. Đột biến này tôi không thích lắm. Trừ khi các bạn có cái cọc. Có cái cọc thì nó sẽ khá là ok, nhưng mà trò gai của tôi xa quá, bao giờ nó mới cập bến. Vừa mất chuỗi đúng không? Vừa mất chuỗi thì việc gì mà phải xoắn, lấy tiền thôi. Với tôi cái round tiếp theo phải thắng hay thua nó cũng chả quan trọng lắm, kệ cho nó tròn 20 vàng. Ở chung cư nhiều khi nghe những âm thanh nó ghê rợn. Không hiểu bên nhà hàng xóm làm cái gì mà thì con cá con kẹt. Đợi tí nhá, tôi đi lấy thêm ít nước chè. Thế này là sao ta? Em hiểu kiểu gì?
Đấy, cái tập mid game này là cứ không bắt được đúng cái con cờ mình cần là cứ đuổi dần, đuổi dần, đuổi dần. Thấy không? Thằng bên kia nó có Doctor Mundo nó còn bán đi cơ mà. Mẹ, nó đưa cho mình cơ hội để được chơi. Không một con chó gát trên sân, không một con chó gát trên sân. Khỏe vậy. Cái eo gì thế nhở? Băng đảng đấy, thôi không cần đâu. Tôi cũng đâu có đánh băng đảng đâu. Bỏ đi bây giờ. Còn mẹ mày. Savor the misery. Let's bounce. I shall chịu được. Tí hon. Phải ngửi đít chó rồi bắt đầu mới thấy cho gát. Nhưng các bạn biết bi kịch nhất là gì không?
Bọn chó này để cho thêm hai cái cung nữa. Thế thì lại phải quyết đoán thôi à, chứ còn mẹ gì nữa. Lên kiếm số 3 nó khác bỏ lắm. À đây rồi, mũ rèn đây này, có cơ hội làm lại cuộc đời này. Ây da, cái gì đây? Lên! Bây giờ mới biết thêm một thứ nhá, cay thật. Con này nó giơ búa lên rồi, nó giơ búa lên rồi, gặp phải ngưng đọc phát mất luôn chiêu, mất luôn. À hay đấy, hay đấy, hay đấy. Giờ mới biết cái vụ ấy luôn. Nhưng mà con Mazaha cái round vừa rồi không được đốt là vì sao? Là vì bị ăn một quả cảnh binh vào mồm. Chưa vào game đã bị xích mẹ rồi. Lên! Galio, mèo điên, mèo điên. Sion. Sao mình có thể thu được cái round đấy được? À, vãi cả liều. Không tin lời. Không sát thủ, không sát thủ, không sát thủ. Không sát thủ. Có mò bên trái.
lên. Ngoạm, ngoạm con này là hết đam này. Nhơn, nhơn. Nhơn, nhơn, nhơn. Đó là sức mạnh của hồi máu, sức mạnh của chuộc tội. Mình đã cầm đến 3 con mo đây rồi mà nó vẫn roll ra. Được, được. Đỏ đấy. Quà trời cho. Mình tiễn này kiểu gì nó vác con dây 2 mà nó gõ vào đầu. Lên. Chết. Thằng này sẽ đánh rồng. Nó sẽ đánh dây 2 và một con rồng bay phấp phới. Được rồi, biết vậy. Biết vậy, biết vậy. Chắc chắn bởi vì nó có khu đồ hiệu. Khu đồ hiệu mà thằng này đang level 8. Được. Nào, 7 nhà phát minh đi còn gì nữa. Chó bất tử là vì cái này này. Là vì cái kiếm súng hashtag này này. Ui, ngon. Ôi đồ đẹp thế.
không chết. Không chết. Không chết. Ôi chết rồi. Đồ đẹp quá. Này đi. Cho con Dr. Mundo và thay con Cogmo là đẹp. Rồi, nó hiểu Dr. Mundo đang ở đâu hết rồi. Cái già ngu vãi lìn đâm đúng vào cái choáng óc bò. Chết mẹ luôn. Khó chịu vãi. Thua, tôi thua rồi. Ghê. Level 9. Ba thần tượng. Vẫn cứ là ba thần tượng. Da của tôi. Tôi này cầm hai con là 4, tôi cầm một là 5. Cầm một là 5. Thực ra thì cầm cái này cũng ngon mà. Không cần thêm đồ tanh nữa bởi vì mình có đồ tanh rồi. Giờ làm sao mà dưới được cho gắt ba là đẹp. Thiếu đam. Bài này thừa tanh nhưng mà thiếu đam rồi. Má. Đấy còn lấy đồ đam đi nhá. Đù má kìa. Thiếu đam quá. Không có một con Mundo nào. Sáu nghìn máu, ít vai trưởng. 6.000 máu, the fuck. Biểu thật chứ. Nó đa cảnh binh rồi nó lại còn linh hồn. Nó lại còn cái ngưng động thời gian nữa. Cho thật. Thua thì không thua nhưng mà kiểu nó cay ấy. Nó kiểu bị cay cay ấy hả?
Chó này mà đã kêu bất tử. Chó này không không bất tử được. Mày mấy thằng cầm cây da cho mình nôn hết cây da ra ngoài đi còn gì nữa. Thằng này vẫn cầm hai con. Thằng này cây da. Why? Why? Ba, một thằng hai, một thằng một. Sáu con. Lên lên bắn vào mặt chúng nó, bắn vào cái mặt chúng nó, bắn vào cái mặt cháo trở của chúng nó. Rồi, ok ok. Ba thần tượng bắt. Damn. Đế chế ở đâu? Như vậy. Cầm đế chế làm cái mẹ gì nữa. Đồ đẹp quá rồi. Nhiều đồ tanh mà ít ít đồ đam, chắc ăn được, chắc ăn được. Câu giờ cho con cây ra bắn đi ăn hết. Mẹ chúng mày, cho mày 11 hóa kỹ, bố mày cũng giết chúng mày. Chín hóa kỹ với chúng tôi này, chín hóa kỹ với chúng tôi này. Cày chưa, cày chưa, chín hóa kỹ về top 6. Chín hoa kỹ về top 6. Thằng này lấy con cai già chắc con mẹ cốp luôn. Mày lấy đi, lấy đi. Mày động ba nó. À thì mày nó lấy thật các bạn ơi. Nó lấy thật các bạn ơi. Ừ nhờ không lấy cái ấn pháp sư. Nhưng mà thực ra cái ấn pháp sư về cũng bình thường rồi. Lấy cái này cơ. Ấn pháp sư ngon. Ấn pháp sư ngon, hợp lý. Thôi chết con mẹ rồi. Thằng này cũng kinh này. Kinh này. Đừng chết, đừng chết, đừng chết. Thiếu đam chắc luôn. Đúng, cái ấn pháp sư nó sẽ nhiều đam hơn cái cốc.
nhiều đam ở cái cốc. Mà ấn pháp sư thì tất cả đều được hưởng lợi. Hai cái cốc, mà chỉ được ba con này hưởng lợi thôi. Không đẹp. Hay đạp to quá, hàng tuyển, đúng là hàng tuyển. Con mẹ thua nó vì cái giáp thiên thần. Cái thế nhỏ. Con man bị kéo. Ui, nó vẫn bắn chết được mình này. Đồ dã man đồ. Đừng chết, đừng chết. Mày chết là hết đam. Mày chết là hết đam. Bao cao su vì chúng tội. Thôi, choáng tệ thế nhở. Ừ, gần chết này. Lên. Ừ. 5 con cây già, 5v2 là 7 con, 4-5 con nữa, thoải mái đi.
trông CC khít quá. Sao không tẩm được cái ám ảnh kinh hoàng mọi người, con Mazaha này, à con Kai'Sa này à?